Chào các bạn đã quay trở lại với Channel Invest và Travel Jason. À, tuần sau sẽ là cái tuần report earnings season của cái quarter thứ tư và Jason sẽ liệt kê ra những công ty nào sẽ có cái ER vào tuần sau cho các bạn. Nhưng trước khi bắt đầu thì nếu những bạn nào chưa có subscribe vô channel của Jason thì các bạn có thể subscribe để các bạn biết những thông tin quan trọng lần sau khi mình làm những video. Và các bạn nào muốn đăng ký ghi danh học với Jason trên online trực tiếp mỗi tuần hoặc là các bạn muốn học in person thì các bạn có thể vào trang web của Jason, jasonlaytraining.com để biết chi tiết về những lớp học mà Jason sẽ đến nơi dạy tận nơi sắp tới đây. Những địa điểm đầu tiên mà mình sẽ đến như là thành phố Fort Church của tiểu bang Virginia và Dallas, Texas và những thành phố sau đó nữa. Và trở lại với cái earnings report, tuần sau những cổ phiếu về ngân hàng sẽ bắt đầu report year trước tiên. những công ty như là Wells Fargo, JP Morgan và Bank of America, đây là những công ty sẽ report đầu tiên và thông thường những công ty này mặc dù một vài công ty có giá trị cổ phiếu cũng khá là lớn nhưng mà cái độ dao động sẽ rất là thấp. Vì những công ty mà về ngân hàng họ thường hay trả những cái dividend cho nên cái độ dao động không có nhiều của cổ phiếu. Thì những công ty mà Jason vừa nêu ra Wells Fargo, Bank of America, JP Morgan sẽ dao động khoảng tầm 1 đến 2 đồng là tối đa vào cái ngày mà những công ty đó có cái ER. Bên cạnh đó thì có những công ty như là KP Home sẽ mua khoảng tầm 3 điểm và hãng Delta sẽ dao động maximum là 2 điểm mà thôi. Công ty United Health Group sẽ mua ít nhất là 10 đồng và công ty BlackRock cũng sẽ mua ít nhất là 10 đồng. Thật ra thì không có thêm những công ty nào report đáng kể nữa. Giữa tháng 1 thì sẽ bắt đầu những công ty về tech stock như là Amazon, Google, Tesla vân vân, mình sẽ cập nhật những thông tin đó cho các bạn và nếu như cái earning season lần này tốt thì nó cũng sẽ giúp cho thị trường lên lại thêm một lần nữa. Nếu như các bạn có trade vào những cái ngày có earning report thì các bạn hãy thận trọng và cân nhất, hãy dùng những cái strategy nào phù hợp để các bạn đầu tư mua bán cho hợp lý. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video hôm nay. Chúc các bạn sẽ gặp may mắn trong cái mùa earning season và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau.